Rồi, xin chào tất cả bà con. Thì đây là miếng lúa trên diện Thái Sơn của Thái Sơn Nhiều Núi, Hai Công. Thì đây là giai đoạn bữa nay là 20 ngày con xạ bữa 29. 29 tháng 3 bữa nay là 19 tháng 4 là 20 ngày. Thì của chúng ta có xịt bù lạch cử hai cử gì hết rồi giải phân xanh nè. Thì bữa nay 20 ngày là mới tính là đã 25 ngày xạ chung cử cho làm giống ở dưới bà con, nhưng mà ở đây do xạo phân sớm được hởm xạo phân có 7-8 đêm là xạo phân cứ nhận nhất là nên hết phân sớm rồi lớp bù lạch nữa răng vàng, nên bây giờ bắt buộc phải xịt vô rồi giải phân luôn giai đoạn 20 ngày. Đây đem bình xuống rồi xịt. Thì ở đây thì Thái Sơn chỉ xịt kích thích, ở đây Thái Sơn chỉ xịt một bình đáng lý ra là xịt một bình một thẻ, 4 thẻ 1 bình đi cho nó, nhưng mà nó thời gian chiều rồi xịt một bình 25 lít 2 thẻ đi 3 lối cho nó mau. Với cộng thêm thằng này là thằng mô tóc nè bà con. Mô tóc sông hơn. Đây mô tóc sông hơn nó xuất cái hiệu rồi, mình sẽ kèm vô mô tóc với cái này là thuốc dư đó bà con. Thuốc xịt ba mắng cầu rồi, ba cái mò mắng cầu rồi á. Người dư thì sẵn còn có chút xíu à. Hai cái dòng lại còn này lần ba xa nè. Nó cũng chị gầy nè. Thì pha sông hơn nữa là ok với hai thằng Atomic nữa thì kích. Đó. Thì bây giờ sẽ xịt rồi pha xông hơi vô này, chai còn chút xíu rồi pha một bình cỡ 30 cc 40 cc là bù lập này lùm hết này, rồi pha một bình là đi 3 lối, đi lên đi xuống rồi đi lên 3 lối là 2 bình là cho 2 công này. Đó. Chia sẻ cho bà con bây giờ tiến hành xịt, do không có cái thằng camera man nó theo nó quay kêu theo nó làm biến chơi game mà thôi tự tự quay luôn. Đó. Bây giờ sẽ xịt một bình 25 lít đầy bình, xịt đi 3 lối, lên xuống 3 lối. Đó, 2 thẻ Atomic. Không có xịt thằng Tata bà con. Đó, xịt đi thôi. Ở đây thì bà con ở xa ở xa là quay cho bà con xem á, là ở xa bà con nhìn vô cái nó dần khè luôn. Nhưng mà khi đã gần á thì bà con giờ xuống nó gắt nó còn xanh. Ở xa là nó vàng cái chót đó bà con. Đây. Cái chót là chót này nè. Nó ăn cái chót ra rồi nó đưa lên rồi bà con ở xa giờ vô rồi thấy nó quá dài, nhưng thật sự là nó dài cái chót thôi, ở dưới nó còn xanh nè. Đó, bộ lá còn xanh. Lá còn xanh, lúa này mới có 20 ngày con, giải cử phần này vô nữa nó giọt lên. Đó. Bà con giờ nó ăn tớp cái đọt đó, thì giờ mới xa thấy nó vàng vậy. Nhưng mà nó gần thì cái bộ lá từ nó ăn từ cái chót đọt thôi, nhưng mà ở dưới xanh. Xịt thuốc giải phân vô cửa này là xong xanh, có bà con xịt 2 cử luôn, tại vì mình có trộn u xe giai đoạn đầu đó, nên nó không bị giai đoạn 18 đến 25 ngày nè, 22 ngày nè, bị giai đoạn sau nè, bữa nay 20 ngày. Rồi thì sau khi pha thuốc đây sẽ 2 bịch Atomic với 70 cc ba xa với mô tóc, mình trộn chung vô cái này, tại vì cái này dướng nha con, cái này chỉ chia sẻ cách làm của Thái Sơn Nhiều Núi cho bà con xem thôi. Dư sạc xịt vô có tại bù lạch nó nặng nè bà con, có kèm sông hơi vô thì nó hay không đó, là 70 cc ba xa với mô tóc này là trộn chung vô đây, vô với Atomic này giảm sủi bọt lên nè. Sôi quá sôi à, sông hơi quá mạnh sôi. Rồi bây giờ xịt cho bà con, chúc chia sẻ bón phân cho bà con xem. Rồi thì sau khi xịt thằng ba sa với mô tóc hai cái dòng chung vô kèm với Atomic bà con, thì xong hơi nó xịt bình 70 mà đi này đáng lẽ 4 bình, nhưng mà Thái Sơn Nhiều Núi dồn là 2 bình đi 3 lối cho cái thuốc xong hơi đậm, thì xịt có xong hơi lên bắt đầu mấy con gầy nó bay nè bà con. Đây qua hết một đợt rồi, có thuốc cái nó bay lên, nó có cánh đi ra, con mũi nó nhỏ như mũi, nhỏ xíu như mũi vậy đó, nó bay lạng lưa thưa. Này chắc quay qua điện thoại chắc bà con không thấy đâu, nó bay lần nhỏ bay lên nhóc chứ đó. Thôi bây giờ trả lại bón phân, thì lúa này Thái Sơn Nhiều Núi cũng bón y gan ở dưới đồng Nguyên Giáo bà con, cái miếng mẫu với là làm cho bà con là cái cử đầu là 5 kg kali UG, 5 kg kali ấy, 5 kg UG, 5 kg kali cho 1000 m2. Thì trên đây cũng xài gan vậy, đây là bữa nay được 20 ngày rồi. Thì bị bù lạch mới xịt thuốc này mà con người sẵn giải luôn, chứ đáng lẽ là làm 25 ngày giống dưới, nhưng mà tùy theo điều kiện lúa mình làm thì nó cũng cháy cái đọt thôi bà con, nó có lá nhưng còn xanh, nếu để 25 ngày giải không được, nhưng mà thôi xịt Atomic giải phân vô cho nó xanh lên cái một luôn, để nữa nó sừng nữa.
Đó, lúa trên đây nó dày hơn dưới một chút, dày cặp bờ dưới trong thưa. Ở đây thì cũng dải gan dưới luôn bà con. Đây này này này, bù lạch nè, bà con thấy không? Đó đó, đây đi ra con mũi đó, nó bắt đầu trốn trong lúa này nè, nó bay xong hơi, nó có cái hơi cái nó bay ra nè, bay đậu nhóc luôn nè. Hết bà con, thịt bù lạch này có kèm xông hơi cũng rất là hay nè, bay nè, rẻ nhóc cái chân nè, là bù lạch á. Gầy nó kêu bỏ chỉ đó bà con, thường thường kêu bỏ chỉ, ở đây thì kêu bù lạch, tùy dùng mà bà con mình kêu khác nhau. Ở đây thì kêu bù lạch, nó bù lạch là bà con nông dân này ta biết, còn cái lại chỗ khác nhiều khi nó bù lạch bà con không biết, bà con chỉ biết bỏ chỉ thôi. Còn cái giai đoạn mà lúa mà lớn bị gầy nâu á, gầy á, giai đoạn đó kêu gầy, nhưng mà bà con ở đây ta kêu là mò, nên nhiều khi nói với bà con là thông cảm. Mỗi vùng nó có cái từ ngữ kêu khác nhau nên nhiều khi bà con hiểu lầm, không biết mò là gì, gầy là gì. Thường thường ở đây là con kêu mò, là ý gầy là con kêu mò. Đó, có sông hơ rất là hay luôn, sông hơ bay ra. Ở đây cũng ở trên này cũng xả nung vô là này lúa trên đây 20 ngày, xả bữa 29, bữa nay 19 thì 30 ấy thì ra 20 ngày. Thì cũng xả là 10 kg đạm, 10 kg đạm UG Cà Mau cho 1000 mét vuông. Rồi con lưu ý, rồi con xả đạm Cà Mau thì 10 kg. Còn xạ UG Phú Mỹ thì giảm lại một tí, thằng Phú Mỹ nó xanh lắm nghe bà con, xanh mà lá nó mỏng nữa. Còn này dù gì nó xanh nhưng mà lá nó cũng đỡ đỡ hơn, đỡ phân kia. Cứng cây và lá thì nước cũng còn xếp xếp, để giải cho nó bắt luôn bà con, cho nó phát luôn. Đó, rồi giờ này cũng chiều rồi, thắt xanh nó ưa xịt buổi chiều với giải phân buổi chiều đó, nó mát với giải buổi chiều đó, phân nó bắt luôn, tối nó bắt luôn. Giải buổi sáng nhiều khi nắng nóng sợ nó bốc hơi phân, buổi chiều hoàng đêm cái nó lóng xuống bắt luôn đó. Cái miếng trên đó cũng bị bù lạch đó, mà anh ta không biết có xịt chưa, xịt là cả một cử rồi đó. Thì bữa nay bị hơi vàng vàng mới đem phân giải luôn á đó. Đem phân giải luôn mà biết có xịt nữa chưa, chứ thường thường là vụ này bà con nói là hai cử phân, ý lộn hai cử bù lạch đó. Này do giai đoạn đầu trộn gu xe không có nhiễm, thì giờ nó nhiễm nè, bữa nay 20 ngày nhiễm, mà lúc 17 15 16 ngày là hơi vàng vàng hơn, giờ tớp lại tớp cái đọt không. Thì xịt này Atonis với xông hơi này vô và giải phân nó là ok rồi bà con đó. Thì bà con là có bị bù lạch đó, có một số bà con xịt thằng cơm cát rất là hay, nhưng mà tại đây tính mua này cho nó rẻ, cơm cát thì xịt thì rất là hay luôn, nó nở cây rỡ rễ đó. Thì chia sẻ cho bà con, bây giờ tiến hành rải.